khen tuyên dương hành động quả cảm của các anh trong đội xe ôm tự quản ở phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 20 tấm giấy khen này góp phần động viên khích lệ tinh thần cho các anh, bởi chẳng quản gian nguy truy bắt những đối tượng hút chích hay buôn bán ma túy công khai ở khu vực vòng xoay An Sương. Hành động đẹp, đầy ý nghĩa của những người hùng này góp phần chuyển hóa tình hình an ninh trật tự phức tạp tại địa phương trong thời gian qua. Từ năm thành lập đến nay đó, thì như vậy là đã bắt được 38 là vụ mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy. Trong năm 2015 thì bắt được 9 vụ tàn trữ mua bán sử dụng trái phép chất ma túy và bắt mượt 10 đối tượng. Trong đó thì lực lượng xe ôm đã phối hợp thực hiện được 5 vụ, được 6 đối tượng là xử lý theo pháp luật. Đồng thời là thu gom được là 137 đối tượng là sử dụng trái phép chất ma túy, đưa vào là trung tâm là xã hội Nhị Xuân. Đội xe ôm tự quản phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2008, bao gồm 15 thành viên là những người dân thường mưu sinh bằng công việc chạy xe ôm, mang trong mình gánh nặng gia đình, nhưng vẫn luôn tích cực phối hợp với lực lượng công an phường đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội. Chúng tôi ghi hình phóng sự này đúng dịp các anh ra quân truy bắt đối tượng tiêm chích buôn bán ma túy. Lúc mà mình làm thì gia đình rất là âu lo và sợ, thì từ đó rồi mình cũng về mình khuyên nhủ gia đình, nói là thì không phải là riêng một mình làm như vậy đâu, có mấy anh công an là đi theo hỗ trợ, gia đình mới là yên tâm để cho tôi làm tới ngày hôm nay. Chẳng dùi cui súng đạn bên mình, vậy mà các anh chẳng ngại hiểm nguy truy bắt tội phạm đầy trách nhiệm. Khi đổi tới quốc lộ 22, phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng trong bộ dạng phờ phạc, có biểu hiện phê ma túy lượn lờ ở vòng xoay An Sương, lập tức các anh ra hiệu áp sát đối tượng và đưa về công an phường Trung Mỹ Tây. Anh em chữa chúng tôi ở đây là đội bảo vệ tự quản, chạy xe ôm. Khi mà có tham gia bên phường để mà bên phòng chống ma túy á, là cũng bên phường hỗ trợ cho anh em chúng tôi, thì lúc mà bắt thì bên công an phường hỗ trợ xong rồi anh em chúng tôi cũng làm việc bình thường. Tại công an phường, đối tượng Nguyễn Ngọc Hùng sinh năm 1980, khai nghiện ma túy đã 12 năm và vừa chích ma túy tại vùng xoay An Sương thuộc địa bàn phường. Sau khi lấy lời khai, công an phường Trung Mỹ Tây lập hồ sơ và đưa đối tượng này đi cai nghiện. Đội xe ôm này thì đạt cũng rất là nhiều. Ví dụ điển hình là nhiều cái vụ là tham gia cùng với lực lượng công an. Cái thứ hai là tham gia tố giác tội phạm, rồi phối hợp là trực tiếp, rồi bắt nhiều cái vụ là mua bán, tàn trữ trái phép chất ma túy, rồi để đưa vào sự về đưa chuyển đến cơ quan công an phường xử lý theo pháp luật. Thì cơ bản thành tích thì được là cấp thành phố quan tâm cũng khen thưởng, đồng thời trang bị thêm là về cái thẻ bảo hiểm y tế, về cái điều kiện sinh hoạt cho số lực lượng là xe ôm tự quản này. Không ngại nguy hiểm, các anh trong đội xe ôm này được người dân đặc biệt danh là hiệp sĩ truy bắt ma túy. Không ít lần trong lúc làm nhiệm vụ, các anh bị đối tượng phạm tội chống trả, đâm kim tiêm vào người, phải đi xét nghiệm, uống thuốc mấy tháng ròng. Nhưng sau đó lại tiếp tục công việc đáng tuyên dương này. Có thành phần xấu để mà hăm dọa anh em chúng tôi thì cũng có nhờ bên lực lượng của phường hỗ trợ anh em chúng tôi để mà làm việc này hàng năm. Anh em chúng tôi làm đạt mục đích để khu vực này cho nó an ninh, anh em chúng tôi chạy xe ôm ở đây. Chúng tôi theo anh Võ Lê Phát về nhà. Trong căn nhà nhỏ ở vùng ven thành phố, anh Phát sống chan hòa với mọi người trong xóm. Nhìn vẻ ngoài hiền lành của anh, nhiều người cảm phục khi biết anh là một trong những hiệp sĩ của đội xe ôm tự quản chống ma túy. Anh Phát tham gia đội xe ôm tự quản từ ngày mới thành lập. Anh không nhớ đã cùng các thành viên của đội xe ôm tự quản bắt bao nhiêu đối tượng hút chích hay mua bán ma túy công khai.
chỉ nhớ là mình bị các đối tượng chống trả chích ống tiêm vào cơ thể 2 lần, phải xét nghiệm máu phòng nhiễm virus HIV. Có một lần là tôi có dí một tội phạm, khi mà tội phạm đó chạy vào một cái tiệm điện thoại di động thì tôi mới kêu ra, khi mà ra tôi giơ tay tôi mới vừa chụp thì đâm tôi kim, khi tôi gạt ra đó thì cái kim đó, nó tội phạm vẫn còn cái cầm như một cái một mũi kim á, thì nó dính một chút xíu da vào ngực tôi, thì tôi nặng máu ra thì tôi thấy có chút xíu máu, thì vô đó thì cuối cùng thì xét ra cái kim nó còn mới. Tôi thì cũng lo lắng lắm, nhưng mà dần dần rồi nó cũng từ từ nó cũng quen bớt lo. Tôi cũng khuyên nó, ví dụ như mà ví dụ lỡ mà dí chạy xa quá đừng chạy quá, cũng sợ nó làm được vậy thì tôi cũng hãnh diện vì con lắm. Tôi sẽ làm cho đến khi nào mà không còn những cái xì ke hút chích ma túy nữa, những cái phạm trên ở dòng xe An Sương nữa. Các đối tượng phạm tội rất tinh ranh và sẵn sàng chống trả quyết liệt khi bị truy bắt. Tuy nhiên, mức độ gan lì, không nản lòng, các anh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dẫu thương tích đầy mình, vẫn không nản. Đó là phương châm để các anh thực hiện công việc đầy ý nghĩa này. Chính vì vậy mà các anh luôn được người dân tin tưởng, nhờ đưa đón để có tiền trang trải cuộc sống. Một ngày, được dịp theo các anh, chúng tôi thấm thía nỗi cực khổ, lòng quả cảm, ý chí quyết tâm chống tội phạm mà các anh đã nuôi dưỡng hơn 7 năm qua.